Where you from? Gina, Gina. Ni hao, ni hao ma. Oh, Hằng, Hoàng Sa. Lại ra, lại ra. Hoàng Sa. Lại ra, lại ra. Ok, qua bên kia. Trời ơi, thùng rác trên đầu á. Thùng rác trên đầu á. Phải chứ gì nữa, cái này thùng rác là gì nữa. Trời ơi, thơm quá. Còn gì nữa kìa, còn gì nữa kìa. Cái này lạ là chiêu này. Ủa, chưa coi. Sợ thở oxy cho cua hả anh? Cái này lạ quá. Trời ơi, khỏe mạnh. Mời các bạn. Dạ, xin mời anh Phước. Vâng. Mọi thứ đã sẵn sàng. Nên nè, nè cho anh Phước giùm em ạ. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh Phước. Thank you. Ôi trời ơi. Khoan, khoan. Thơm quá. Xin tiếng Nhật, cảm ơn. Chương trình của chúng tôi có quy tắc đàng hoàng, các bạn không được manh động. Ladies and gentlemen, dạ, mời tất cả vào ghế ngồi. Ghế của mình, bỏ chén đũa lại. Nhi ơi, ở nhà Tú không cho em ăn hả Nhi? Bỏ đũa lại, bỏ đũa lại. Ê. Hát một bài hát có chữ Nhật. 3, 2, 1, ai mời. Mùa xuân sang có hoa anh đào. Mùa xuân sang có hoa anh đào. Ngân. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Đó là chàng này. Ê. Em hát thôi. Mùa xuân sang anh đào không có chữ Nhật nha. À, phải có chữ Nhật không? Chia tay chiều chủ nhật. Mừng ngày sinh nhật của em, mừng ngày sinh nhật của em. Không, có chữ Nhật. Cái luật đó chơi một lần thì chơi luật khác. Mời về ghế, mời về ghế. Oh my god. What? Oh my god. Đây. Chữ Nhật là một bài vừa rồi. Hãy hát bài hát có chữ đảo, vì Nhật là đảo. Đảo phú quốc mênh mông mà đảo. Bớt ăn gian lại. Bờ Trường Sơn. Bớt ăn gian lại, đảo. Nhanh lên mọi người ơi, em ăn hết rồi nè. Chiều nay đi ra đảo Phú Quý. Không, bài hát đảo Phú Quý. Trường Sơn. Ê lại. Nơi em tới là đảo ngoài đảo xa. Nơi em tới. Vô gió mây mông. Ê. Đi ra. Trời ơi chị Nhi ơi. Nhật Bản là một đất nước rất nhiều cá. Hãy hát bài tắt có tên chữ, có tên cá. Cá. Con voi xanh sạch, con voi xanh sạch. Cá bạn bơi trong biển nước. Vô. Ăn. Mario khơi đu. Và chẳng mê đu và chẳng nào đồng hồn mua chảy. Giấc bọc lắc bắn và chẳng nào đọc thế này. Trời đi mong bay cứ mà mê đi mê ngầm. Và quý cặp chân á, mua chảy không chờ. Lẹ vỡ chó. Ôi. Và cho ơn trời đây những tiếng rõ người ta múa thái bà gì như bà múa giống như bà cầu mưa vậy đó. Con là mình là phù là chay. Cũng là mấy tất phù là bê. Cũng là này phù là thay. Phù là thay là phù là thi nà. Xúc thơm rây, chay tập lưng. Cùng chân trên bến khi chiều nắng chưa bay. Từ xa khắp thốn muôn tà áo tung bay. Nếp sáng vui tươi nói chân nhau đến nơi này.
Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Mùa xe như nước trên đường vẫn qua màu, người ra thăm bến câu chào nói lao sao, phố xa thanh thang đón chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. La 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 la, la 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 la, tiếng cười cùng gió chan hòa niềm vui say xưa. La 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 la, la 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 la, ôi đời đẹp quá chan bao ý thơ. Nếu không có chữ Thái thì hát bài có chữ Lan. Tiếp ơi, chuyện tình lãn và đi bốt, chuyện tình cay đắng. Ôi dài chứ là anh. Vô hết luôn đi. Đúng rồi anh. Cho xin chữ ký anh. Xin bên đây thôi, đi vô ngồi đi ha. Vậy chị, cái trái này mình làm sao mà giống thiệt quá vậy chị? Dạ cái đó là trái thiệt, anh mang từ sau đem lớn. Ủa? Đâu vậy? Bà diện chi? Bà diện chi bà? Ủa? Em cũng quay qua, ủa sao nó giống thiệt quá vậy? Chị ơi, cái này là muối là muối là muối, tách muối. Nếu như mình ăn nữa. Một ngày á, nửa ngày chị làm được một tô như vậy thì thu nhập chị một ngày khoảng bao nhiêu chị? Thu nhập cái này đi theo cái này là thu nhập ít lắm, chủ yếu là cái niềm đam mê. Đây là cái bơ được pha chế khi chúng ta đã bỏ màu măng cục vào đây. Đó, cái màu măng cục là màu đó, nó gần như màu sô cô la. Dạ. Nhưng lợt hơn màu sô cô la. Dạ. Chị ơi, chị ước tính mà nếu như em ăn hết một trái sầu riêng này thì em mập bao nhiêu ký vậy chị? Anh Long ơi, cái này là mình làm trái cây chứ phải mình xịt tương ớt anh Long ơi. Không, em chưa biết gì hết. Nghệ thuật. Nghệ thuật là cái chỗ này nè em à. Mấy món dễ dễ em không làm. Anh biết rồi. Bây giờ anh sẽ lấy cho một cái em làm dễ nhất. Qua đây. Qua đây, anh chỉ em làm cái dễ nhất qua đây. Nhìn mặt anh gian. Không, anh không có gian dối vậy trời. Anh đúng rồi luôn á. Em không làm gì khác ngoài cái chuyện dễ nhất là đứng ăn măng cục. Đó, nãy giờ anh mới cho em ăn. Mà không phải ăn hai trái đó đâu. Cái gì vậy? Ăn hết cái vỏ cần xé này cho anh nha. Ngồi xuống cưng, ngồi xuống. Nhiệm vụ của em đơn giản, ăn hết vỏ cần xé ra về. Ăn hết vỏ cần xé về, ăn đi. Không bao giờ ăn mà kìa, bị ép buồn ghê đó.
ruột thôi, cái vỏ bỏ nha cưng.